lộn, nhiều người nói sau này nước như cái trắng bang mà cái dầu đó mà cái dầu nào chứ có... Cái dầu đó là cái dầu tổ định. Có đó không sao? Đức thầy dắt ông Út ra, ông Út có nói với tôi nè. Cái dầu sau hè tổ định mấy chục thước trên đó. Ghê thầy. Cái đó cũng chưa có mấy bằng là thầy nói với ông Biện Dượng Rễ tôi nè, Biện Đài Ngô Thành Bá đó. Đi Tà Lơn về giếng non ông Cát lên rồi đó, thầy nói đây nè, sao ngồi trên mỏ ông Cát mà rửa chân nó đài nước. Nam mô A Di Đà Phật, lời cái Đức Phật, lời cái Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên trở về Hòa Hảo gặp ông Sáu để hỏi đạo đức. Kính thưa ông Sáu, mà Đức Thầy á, hôm nay là năm Gọc, mà Đức Thầy nhắc trong cánh thành nhiều trận gió mưa cho nhân loại trăm cây cùng ngàn đắng, là ngụ ý Đức Thầy nói cái năm thành này hả là như thế nào? Ông Sáu trình giải cho cô bác nghe, dạy em cháu nghe để cùng tôi cùng tiếng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nói đó, qua cái thời gian được không gian xuất xứ từ thầy mở đạo năm Mẹo đó mới bước qua năm Thìn. Năm đó là cứ bằng xảy ra nhiều cái chuyện nó tai nạn dữ lắm, dồn dập khủng khiếp, đói khổ, cho nên thầy nói trước mắt cho mọi người đều công nhận đó, chứ đâu có nói chuyện xa vời. Rồi trong đó nó nói tới cái Thìn, nó nhiều chỗ Thìn lắm. Hết Thìn rồi lập Nhân Hoàng Hội ra nữa. Cái Thìn Mẹo đã hết rồng ba dơi dẫn, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, hết Mẹo tới Thìn. Thầy nói là năm đó cái chiến tranh thế giới đệ nhị thế chiến lần thứ hai đó, người ta mới công nhận là thầy nói với ông chủ cưu Mỹ Hậu Đông đó, mới có bằng chứng. Và từ đó người ta mới tin thầy nói cái cơ quyền sau này còn diễn ra là có nhiều cái hiện tượng hải hùng nữa, chứ không phải phải thường đâu. Chứng kiến là rồng, mọi người đều thấy rồng hết trơn. Sau này nè, thầy nói chứ không phải riêng một nước nào, thế giới nào hay là đạo nào, cho thấy rõ ràng rồng đà lố bóng, đá vàng mới biết nhau. Nó hiện cái mọi người đều thấy đó. Để người ta tu cái thời kỳ rồi, nó xấu nằm mới quá cù mới thành rồng bay đầy trời hết trơn đó. Đến lúc đó rồi đó, mấy ai đã từng rồng nằm ẩn vượt sông, rồng sao nằm vượt sông là xấu, nằm theo sông theo biển rồi đó, tu đến khi đó là cái chu kỳ đã thành đạt hết rồi. Cái khoảng thời gian là nói về mấy trăm năm hay mấy ngàn năm không chừng, ví dụ vậy đó. Có một lần tôi nhớ là ở trong mà bể núi trong đó, không nhớ rõ năm đó năm mấy, cách đây cũng mấy chục năm rồi đó, nổ một tiếng nổ rồi ở tại cái núi già Năm Giếng dốc con Két đó. Cái đệ đó mới kể, chú không tin con dẫn chú lại coi, ở trong đám mì của con đó, ông dụng bay lên, nổ tiếng nổ 5 giờ chiều thôi. Tôi nghe đồn tôi mới vô coi đó, chú đó chú chỉ. Bay lên thấy rồng sờ sờ đó, cao lên rồi có rừng mây che. Rồi ở bên núi, ở chợ Nhà Bàng, nó núi Trà Sư nữa, cũng ở tại cái nghĩa địa đó, ông dùng lên ông bay, mọi người đều thấy đó. Sau này quý vị sẽ thấy, tới thời điểm rồi là Phật tiên không còn giấu gì nữa, cho mọi người đều thấy, đều công nhận. Nó phải có cái sự thay đổi và diễn biến như thế đó. Và những người đã cái hàng thú mà tu còn thành đạt đạo đó, chứng có được phép màu tài năng mà bay lên trên đó. Bởi vì ông ba có nói là thú tu lòng Phật còn vừa, huống chi trần thế thiếu thừa không tu. Rồi mình không tu lơ khơ lôi thôi giải đẩy rồi, bị thời gian nó lâu thầy vắng xa rồi, quý vị chểnh mãn lôi thôi đó, rồi tới chừng đó mới coi chừng mình bị quở và bị xử đó, quở phạt và bị xử. Xử phân người cùng vật thưởng phong.
Rõ ràng ta được thưởng phong đó, Ngọc Hoàng nó tặng cho đó, có được cái phép màu, còn mình sau này còn hơn nữa. Nói nhiều cái sự kiện là cho quý vị tin về mình rất sung sướng vinh hạnh, sau này nếu còn tu cho chín chắn đàng hoàng đi. Là ông Biện Đài có kể dựng rễ tôi đó, ông nói với thầy, con hiểu cái tiếng Việt Nam nó chưa rành, mày tu cho ngon lành đi nữa, cho mày nói là mười mấy thứ tiếng đó để dạy thế giới. Sao Việt Nam mình dạy thế giới nè, chứ không có, ông đừng có nói rằng thầy nói mà không có. Rồi trở lại cái thời kỳ là thầy gì cho biết là sau này còn khôi phục lại cái đạo, nó tổ chức lại cái đạo nữa, là thầy nói là bại rồi thành lại nên tuồng, vạn dân mới hưởng được nước nguồn ma ha. Thầy trở về đó là ngọn đèn chân lý hết lu, nó sáng tỏ hơn lúc thầy mở đạo nữa, rực rỡ cứ bằng là gian dậy khắp năm châu bốn biển luôn. Ta mới ca ngợi tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo nghe theo lời thầy rồi lo tu hành, lo đúng cái sự hành, là lo cho xã hội, báo đáp tứ ân, mọi điều mọi việc nào cũng đi cũng cố gắng mà làm, thành ra đầy đủ so với các tôn giáo bạn đó. Bây giờ mình hiện trường chẳng phải mình khoe khoang, xin thưa với quý vị là nhà nước cũng công nhận đó, trùm bao hết cái chuyện công tác xã hội từ thiện đó, cơm cháo cầu đường bệnh viện các nơi các cơ sở đều hô lên rồi, là không có tiếc công tiếc của gì trơn. Bị nghe lời thầy rồi cố gắng làm, hy sinh đóng góp vô đó, cái mặt xã hội được ấm no, được là đầy đủ mọi việc, thuốc men ăn uống vật dụng, cái nào cần người ta giúp đỡ, không có cần mà trả ơn, không có cần mà bồi đắp lại gì đó. Vậy cho nên là phải trông chờ đợi mọi người, ai nấy cũng đều bây giờ thế giới thôi, nói chung là cũng phải chờ đợi lời thầy đã nói, thầy đã tiên đoán trước. Sau này sẽ có một thời kỳ là gian dậy năm châu khắp thế giới trở về, lúc thầy về tổ định sau này nè, thầy nói với ông Út tôi còn nhớ đó, đâu phải về bằng cách im lìm đâu. Về thầy có đi nữa không vậy? Không, thầy về thầy có nói là với bà Út về tôi ở là 10 ngày rồi tôi mới đi, đi thì đến khi đó là ông Năm Chèo nổi lên để sát phạt những kẻ hung đó. Rồi ông Út nói sao không ở đây thô phục, nói đâu được, tôi thừa khả năng nhưng mà điều kiện là lỗi với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng phán lệnh cho để trừ cái kẻ hung bạo, giả tu, dối tu, mà ăn khắp thế giới chứ không phải riêng Việt Nam mình không, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không đâu. Những giả dối là chư thần ghi hết trơn, khi thầy về rồi nạp danh sách đó. Rồi từ đó tới về sau nữa, thầy nói không có còn ăn năn nữa, tôi về lần chót sau này nè, không còn mà ăn năn hay là quy gì nữa, không cho vô nữa rồi, bế rồi, kể như hết thâu nhận rồi. Bởi vì bây giờ dầu nhiều dù ít gì mình cố gắng mình làm, cũng có được là giữ trong đó đó, cũng như mình đăng ký về cái trường học vậy đó, trường đời hay trường đạo vậy, tôi đăng ký, bây giờ tôi gia nhập vô là tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, bắt đầu ăn chay 4 bữa, làm từ thiện các việc hết, tránh những điều là độc ác hung sùng tôi không dám làm nữa. Nó kể như mình được một được hưởng 10, chứ chẳng phải không có. Bởi vì có được cái diễm phúc là ân xá, nếu biết tu rồi thầy nói mới mong thiên đình ân xá bớt cái tội căn để kiếp đến Long Hoa chầu Phật, nó được dự hội Long Hoa nữa, được ưu đãi gì đó, mình được, đã được những cái điều đã được trước, biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu. Rồi trong khi mọi người đều đói, Đức Thầy có cho biết nếu thiệt tu theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rồi không đói, đến thế giới đói. Sau này thầy nói tôi sẽ thắng thế giới một trận nhật đói,
Mà trong khi đó là tín đồ tôi thiệt tu được không bao giờ đói, dám chắc. Thì quý vị nên tin tưởng vào lời Thầy đã là chỉ giáo nhắc nhở mình, kêu gọi mình. Hãy cố gắng một kỳ chót này, trễ hội này ngàn năm khó kiếm đó. Qua cái chu kỳ của Hạ Nguyên rồi là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con đó, đâu có còn tái sanh gì nữa, không có còn tái sanh súc vật hay người tàn tật cảnh gì nữa. Trở lại đời Thượng Nguyên mình là tiên hết rồi. Nếu ai còn được, ông ba nói thì mình quá tiên. Phật bà mới rưới bầu linh dược đó, linh đơn Phật rưới mà chiều quá tiên, Phật bà mới trút cái tịnh bình, trút hết để cứu, cầm nhành dương liễu rưới tà tinh. Trừ những kẻ hung hăng bạo ngược, những người hiền lương là còn sống sót. Khắp hoàn cầu đổi sát thai hồn, chừng lập hội thì già quá trẻ. Có cái chi là diễm phúc bằng, cao thượng bằng, cao quý bằng mà không lo tu thì rất là uổng. Thế cho nên mình không biết thì thôi, đã biết nghe Thầy, nghe Phật giảng dạy. Cái gần hơn nữa đó, quý vị nên nhớ rằng cái trọng ơn của Thầy đó là không có chi đo lường, là mình là cái thế hệ này gọi là tử tù rồi đó. Cha Ngọc Hoàng phán lệnh vũ sổ rồi đó. Thì Thầy mới tâu Ngọc Hoàng để Phật giải trần, nên ra cơ khuyên giảng nhiều lần mà bá tánh không cần xét đến. Giảng kinh đạo lý là đầy giấy hết rồi mà không cần lo, không cần nghĩ tới. Cứu tử quần sanh đó là mình được ân xá rồi, được cái chết là cha Ngọc Hoàng, chứ không thôi chết ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay mới tái lại một lần. Khổ ích này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định là cha Ngọc Hoàng đó, tuồng đời sắp hạ, là cái chu kỳ đã hết, hạ quân hạ rồi. Chứ chẳng phải đâu mà khó hiểu, Thầy cho biết. Dạ, cuộc cháu. Dương thế ngày nay mỏng mẻo, quý vị nghe những lời Thầy dạy nói sát hết đó. Mỏng với mẻo là sắp lật đó. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh đó. Cái chuông to mà sợi chỉ con tí không biết đứt vợ nào. Nó nói quý vị để nghiền ngẫm gì đi, tin chắc đầy đủ hết trơn, trọn vẹn chứ không có bao giờ sai. Mình biết được không? Ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Hãy nhớ những điều đó đi. Khó biết trước là trong tứ thánh, khó nổi biết tới năm thìn, mưu sâu như gã Cống Quỳnh ngày xưa. Ông Cống Quỳnh là ông Trạng đó. Ông nói bây giờ Thầy mình trở lại, Thầy cũng là xưng là ông Trạng nữa đó. Nói phải có cái mốc dẫn chứng. Nó trong cái giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương đó, đọc bốn chữ coi: quân sư, rồi Trạng Trình, Minh Mạng tái sanh nữa. Thầy mình sau này là thời Minh Mạng tái sanh lại. Một kỳ này mà được gặp đạo, gặp Thầy, mà nhất là mình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nữa, được xứng danh nữa cho thế giới, ngày sau là mình cao trội hơn hết. Trong tam giáo là cao đài Thiên Chúa, đạo Phật, với mình riêng Phật giáo Hòa Hảo cũng đạo Phật, nhưng mà cái gọi là cái khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tuy nói ít nhưng mà Thầy đã cho biết rồi, năm châu bốn biển, ước mơ thế giới lần Hòa Hảo bây giờ lan rộng trên cái mạng đài YouTube được đó, truyền bá sau này là tín đồ của Đức Thầy, đạo Phật giáo Hòa Hảo năm châu bốn biển chứ phải riêng mà ở miền Tây mình không đâu, rất Việt Nam. Quý vị nên biết rõ rộng một chút nữa. Thầy nói cả thế giới luôn đó. Bởi vì nói rồi phải có cái cơ sở để minh chứng. Là Thầy nói với ông Biện lúc đi non, Thầy nói sau này nè, tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo đó, đắc đạo hằng hà sa số. Mà mình thấy ở đây có Việt Nam mà là nói riêng ở trong miền Tây. Thầy nói hằng hà sa số là thế giới năm châu, bây giờ biết hết rồi. Những kẻ nào lành duyên sẽ trở về hết cùng nhau. Bởi vì cái chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp trí mới cột đồng nhà Nam. Phật chỉ dạy quy tam lập hội trong tam giáo đó, dựng cho rồi một cội thành ba.
Bởi vì mình theo hành theo là tứ ân nè, theo Phật giáo Hòa Hảo là báo đáp đầy đủ hết trơn, thành ra mình được đầy đủ trọn vẹn tốt đẹp hết. Nói rồi mọi người hãy lắng nghe rồi những lời tôi nói đây là xin thưa là mượn lời của Phật của thầy không à, không nói ngoài ra cái kệ cơ giáo lý. Được phần thưởng sau này là vô giá rồi, quá sức cao trội rồi. Từ ngày Phật thầy Tây An cho đến đức thầy mình là muốn muốn tìm hiểu rõ rệt đó là coi cái quyển tôi nghe cái quyển Dưới Bóng Cội Tùng của Đức Phật Trùm đó. Đức Phật Trùm ngài xác nhận ta trở lại là họ Quỳnh đó, cho biết rõ rệt đó. Một tay Tá Quốc An Bang, nước nhà vững đặt hớn đàn hiển dinh, thì lãnh cái sứ mạng nhiệm vụ là năm sắc lệnh đó, lão đây dân lệnh Phật tôn nữa, năm sắc lệnh Phật A Di Đà, Phật Bà Quan Âm, Đức Minh Vương, Đức Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ban chiếu lão khùng với giáo dân, nó nói rõ rệt như ban ngày vậy, không hiểu nữa thôi. Trên đài cao gọi các linh hồn đầy đủ hết trơn rồi, lập hội Long Hoa, rồi dựng bản phong thần cũng thầy, đầy đủ mọi cái thời kỳ hết trơn rồi. Xử tại thế rồi lập cái cảnh tại thế rồi ban thưởng tại thế luôn, chứ không phải chết hết. Bởi vì thầy có nói Dương Biện là còn khi lập hội Long Hoa đó là tại nhà bàn nó được vô cửa, thời đó cũng còn, chứ không phải chết hết. Tới chừng nào mà kiểm điểm xong rồi có được bao nhiêu, lập rồi cái hội Long Hoa đặng có hiền đức được mà bao nhiêu, thì đó mới có cái cuộc là tẩy trần, rồi có cái thời kỳ là đánh gọi là phép Ngũ Long Công Chúa đánh, cái trận đó mới được cái diễm phúc mình được vô cửa, rồi Phật mới hiện ra là cái tỷ quả thần lung như cái lòng bàn úp che ở ngoài thì chết hết, chịu đau khổ giặc giả chiến tranh thú hùm. Nghe qua đó quý vị hãy gạn từ cái lời thầy dạy coi, không cách gì mà sống được trơn, chỉ có cách tu biết làm hiền lương, lo báo đáp tứ ân rồi với xã hội mọi mặt hết, cứ mình hăng hái xúc tiến để đóng góp vô cái việc nào lành việc nào thiện thì cứ làm, nó bòn mót dồn chứa đi, mình làm một hổ mười mà không muốn làm nữa thì làm cách nào nữa giờ. Vì vậy cho nên rất là phấn khởi hăng hái và tự hào, đầy đủ mọi cái dự kiện phương tiện hết rồi, mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Với hai nữa là thầy đã cho biết nhiều điểm mục lắm, thầy dạy đạo cũng như là thầy giác là ông thầy giáo ở trường đó, nhưng mà tôi vừa làm thầy giáo vừa làm giám khảo, đưa cái đáp án hết trơn rồi mà không, tại không chịu vô học, không đăng ký. Phật đã ngóng đợi kêu gọi là ai quy cửa Phật được ghi tên vào bản liên trì, chờ ngày Long Hội tới thi sẽ cùng chư Phật đồng quy một đường. Rõ rệt chứ đâu có gì đâu xa vời mù mờ mà không hiểu, nói rõ nó trắng hết trơn. Rồi nhìn xem là sau này tam cõi cộng đồng đó, tam trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới lưu chân trở gót hài, nó cha Ngọc Hoàng mới hiện ra mới để ban thưởng. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiên với thánh, nếu tu cao hành đạo cao đó xuyên suốt có thể được ngôi vị, còn mình thấp kể như mình được làm dân Phật quốc đi, nó hưởng sự thái bình không có đau khổ, rồi học đạo tu thêm. Nghe qua Đức Di Lặc thuyết ba tràng pháp đó cũng còn, cũng được nghe chứ sao lại không. Ông ba cho biết tam niên giáo đạo đó, đi vô trong đó ôn ôn bài lại trong cái trường là cái bằng là ở trong cái bốn con thẻ đó, trong vòng cấm mình được vô,
Ông ba mới xét đạo ở ngay cái cửa cái dầu đó. Châu Thiên xét đạo. Mà xét trong đó lộ cái gì? Khắp nơi, các tôn giáo, thế giới cũng được vô đó giữ hết trơn. Thì ai có được hiện tượng đó rồi lộ bốn chữ son Bửu Sơn Kỳ Hương được vô cửa. Bởi vì trong từ Phật Thầy cho đến Đức Thầy đó, dạy hành xử tứ ân không à, báo đáp, rồi cách ăn thói ở. Đâu đó hành xử nhân đạo đã xong rồi thì được tuyển chọn vô đó sống đời thượng nguồn thánh đức. Quý vị nghe qua những lời tôi sẽ đóng góp và tìm hiểu để nhắc nhở chư huynh đệ nam nữ hãy cố gắng, hãy tin tưởng tuyệt đối, không còn nghi ngờ gì, không còn hoang mang, và tin rằng mình sẽ cũng như mình du học đi đậu chứ không ai rớt hết trơn, nếu làm đúng theo lời thầy chỉ, làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Coi trong tôn chỉ hành đạo có giảng kệ giáo lý, mình truyền đạt với nhau, nhắc nhở với nhau, kêu gọi với nhau, chứ vật chất bây giờ nó đang là kêu bằng bao phủ, nó bao phủ, nó lôi cuốn, nó xúi dục, nó xô đẩy, nó dẫn dắt. Ngoài thì các cái đạo tà nó lôi cuốn nữa, mà không theo chánh giáo của thầy thì khó mà mong đó. Tuy nó dễ chứ chẳng phải dễ. Đạo với lý từ nay nhiều chỗ, ráng lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Thầy nói dạy đạo chánh, nói chắc chắn là vì thương Nam Việt. Nói mình người Việt Nam mà lại là sống ở đất là ở miền Tây này nữa, là mình cái duyên lớn, cho nên thầy mới chọn cái nơi đất Hòa Hảo nè. Rồi sau này mới đưa về đất trong bảy núi Láng Linh nè. Chừng nào đất Láng Linh thọ cảnh thì ta đây mới ánh gương cho, đưa cho phép màu, màu nhiệm được biết trước thời cơ hết trơn đó. Người đó là chứng đạt được rồi, Phật Thầy mới truyền đạt, các vị chư thần mới hộ trì mình. Bao nhiêu cái sự kiện tôi nói là hết ý luôn, chú vị hãy tin tưởng và mừng rỡ đón nhận những cái lời lẽ của Thầy. Kêu gọi xin nhắc lại cũng như mình đồng môn với nhau, cùng một mái trường, cùng một đồng đạo với nhau, hãy nên khuyên nhủ với nhau, gần gũi, nhắc nhở, trao đổi, khuyến khích. Những điều nào làm sai với đạo thì bỏ, đừng nên làm. Những điều nào làm đúng có lợi ích cho đồng đạo mình trước nhất, cho đồng bào mình, nhân dân xung quanh, các nơi đi đâu cũng vậy. Nói tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là nếu tuyệt đối mà hiểu rành rồi làm cứ bằng hy sinh cuộc đời luôn, không còn tiếc gì nữa trơn. Của cải vật chất, lời lẽ, những điều nào không có chứa, không có gìn giữ, truyền đạt với nhau cho hiểu thông nhau hết trơn, thì mình cùng nhau sẽ gặp mặt sau thầy tới, gặp nhau Phật cảnh đó, để chung cùng một tiệc quỳnh tương nữa, ban thưởng cho mình bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung. Mình người dân tốt được vô đó làm dân Phật quốc, rồi có hưởng sự thái bình, được những điều có thể chắc chắn là mình làm đúng gì là được đó. Những điều được thầy cho, được dựa kề bảy ngọc cát lăng nè, được nhìn coi Phật coi trời nè, được sống đời thượng quân, cái chữ được trong đó nhiều cái sự được lắm. Được là đạt đắc thành đó, để mình làm đúng nè, không có gì mà ngần ngại hết trơn. Quý vị hãy lắng nghe những cái lời tôi để trao đổi trong giáo lý giảng kệ của thầy, không không nói ngoài khơi, không nói bông lung, cứ làm y vậy đi. Thì thầy cũng có nói, rồi ông ba cũng có nói, ông là ai, nó đặt cái danh từ ông để mình tìm tòi sưu khảo coi danh từ ông đó, ông là ông nào. Trong tứ thánh cũng nói ông mày còn sống mà la chết rồi. Rồi cái ông đặc điểm hơn nữa là ông ba ông nói là sức đại điềm lòng lộng giữa trời, có tên có họ để đời coi chơi.
hư nên sống phát đức ông ra đời, có hào quang chiếu diệu giữa trời, nhân dân khủng cụ lập đời thanh tân là đức ông cố. Thứ hai nữa là tam thinh xuất hiện người vô số, tận thế đại điềm đức cố lai. Rõ rệt như vậy quý vị không hiểu nhưng mà thôi, đức cố trở lại, trở lại đời thượng quân thánh đức là đức cố lãnh nhiệm vụ đi dạy thế giới. Và đức cố đó đứng bên gọi là trị, còn bên đạo thì dạy dỗ, thành lập là kêu bằng cái ngôi chánh thống cả đạo cả trị, đâu có còn vi phạm cái điều luật đạo đức nữa. Đến khi đó là gạn lọc lại hết trơn này, những thành phần đó tốt đẹp hết, thì lãnh nhiệm vụ là thầy có nói là khuyên sanh chúng gần xa phân cạn phải dựng nhân hoàng cho rạng Á Đông. Thì mình biết đức cố sau này theo cái sự nhận định của tôi ấy, thì đức cố là gọi là nhân hoàng, phải không? Dựng nhân hoàng, nhân là người, hoàng là vua, vua người đó, là đức cố dạy đạo đức liêm sĩ đâu đó đầy đủ hiếu hạnh lưỡng toàn hết trơn à. Làm đúng vậy đó là đức cố chấm chứ không có gì trơn. Thì nói rõ quý vị cũng tìm hiểu đó, khế hợp nhiều cái sự kiện là trong cái đạo hiếu nghĩa đó, thờ đức Quan Công. Thì ở đây đức ông cố là Quan Công tái sanh, tên thành là ông Quan Công tái thế đó, đức cố mới chấm cho mình được đó. Được có đầy đủ công đức, công hạnh, hiếu đạo, đầy đủ nhân nghĩa lưỡng toàn, tìm được tuyển chọn chứ có gì đâu. Hai lỗi trong đó. Thì đó sau này là lộ dân giáo, sau này là cái chỗ gọi đó xã dân giáo phải không? Yeah. Từ dốc két chạy thẳng trọng đó. Chuyện ba cũng cho biết qua lộ dân giáo giáo dân thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời. Mình đã có căn rồi, những kẻ vô căn là nó không tưởng trời Phật, không tưởng cái dòng giống. Thì nó phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp đạo màu. Mình có căn cho nên mình tin tưởng thầy Phật. Nhưng trong cái giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương nè, có điều có cái căn lành nhiều thời kỳ hết trơn, từ Phật thầy cho đến bổn sư Đức Phật Trùm tới thầy. Không có căn Phật đâu có cái dán xuống đây mà dạy anh chị. Cái nguyên căn của mình là đã có nhiều lý kiếp rồi, lên xuống rồi kỳ này kêu gọi phải trở về. Cha Ngọc Hoàng cũng gọi đó, cha Hiền đó. Phải còn đợi cha Hiền trông đợi mình đó, cha Ngọc Hoàng để ban thưởng kỳ này nè, các cái linh căn từ trên thượng giới đi xuống. Thời xa xưa đâu quá khứ rồi đó, mà bỏ nhà ra đi, đi riết xuống trần mê nhiễm. Kỳ này nhắc lại đó mình mới sực nhớ mình phải rồi. Cho nên mình tỉnh, mình được giác ngộ, được tỉnh ngộ theo đạo, quy ngưỡng theo Phật, theo thầy, thì mình quy căn trở về cùng nhau hội hiệp. Có căn gốc, có duyên lành mới tin đạo tin thầy chứ đâu là khơ dễ gì đâu. Đã sâu duyên thì mùi đạo mau sai, mỏng duyên tiếng kệ ngoài tay có vào. Giảng kệ đầy giấy giáo lý giảng là từ hồi đức thầy mở đạo tới bây giờ lại là năm 39 tới giờ quý vị coi biết bao nhiêu, 80 mấy năm rồi đó, mà không có căn duyên cũng như là cái hột giống đó nó không thích hợp cái miếng đất đó, là nó không mọc mầm. Thầy kêu gọi cũng như hột giống gieo xuống mảnh đất thầy. Còn đã thầy dục thúc mình gọi là đem giáo lý dạy mới nhắc sự nhắc lý, là nện vang một tiếng chuông linh, đâu phải tiếng chuông mà đánh mở ngoài đó là giáo lý, thì báo động lên cho khắp thế giới năm châu và Việt Nam mình nói riêng, cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Mình ở trong cái cảnh tù đài, trong cái cảnh là
tội lỗi. Những cái chỗ đau khổ mà không chợt tỉnh thì mình đã không có căn duyên với thầy, rõ trắng trợn gì chứ không gì xa. Bởi là gì? Bởi duyên đạo cạn, duyên đời thì sâu. Mình sâu duyên với Phật với thầy là gợi lại rồi là Đức Thầy nói giảng kệ là nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Thì khuyên mình làm lành, làm phải và nghe đạo đó mình phấn khởi lắm, vui vẻ. Cho nên mình hăng hái chấp nhận là quy với thầy, cố gắng theo đạo theo thầy, đeo đuổi không bao giờ buông bỏ. Chết chăng đi nữa, bỏ xác này linh hồn cũng theo thầy, rồi thầy mới kêu gọi trên đài cao. Biết bao nhiêu thế hệ thời trước đó là theo mấy huynh đệ, mấy đồng đạo lớn đó là chết cái thời đó là hai mươi mấy ngàn người đó, tín đồ của Phật giáo Hảo đó, chứ rồi hết. Mà những phần đó cao độ của thầy người ta hy sinh rồi, nó nghe đạo nghe thầy người ta tin tưởng. Nhưng mà đã thế hệ đó bị cái thời kỳ chiến tranh, như lớn tuổi rồi qua thế hệ ông cũng bỏ xác hết rồi. Sau này trở lại gom kêu gọi hết, đầy đủ hết, không thiếu sót một ai hết trơn. Mình có cái làn duyên là thầy mình nói cũng như là cái cục đá 500 thì nó hít gì, hút sắt, đâu có hít bùn, hít cỏ cây. Cái chất sắt của mình là biểu tượng là mình có cái tâm duyên căn lành với Phật với thầy, có cái tâm đạo nên thu hút hít gì đó hết trơn à. Sau này còn đón mừng một cái thời kỳ, một giai đoạn thầy trở về đây là gian lừng năm châu bốn biển. Đến khi đó thầy trở về thì mình được gần gũi, được nghe thầy, được thấy thầy. Quý vị hãy tin chắc đây lời Đức Thầy nói với bố tôi trở về tổ đình là 10 ngày đó. Thì quý vị biết đâu hết, ai cũng đều thấy hết trơn à. Và thế giới năm châu cũng đều nghe nó, gặp mặt thầy hết á. Dạ, chỉ có một đoạn nhiều người nói đó, sau này nước như cái chánh ban mà cái dầu đó mà cái dầu nào chứ có... Cái dầu đó là cái dầu tổ đình. Có nữa không sao? Đức Thầy dắt ông Út ra, ông Út có nói tôi nè. Cái dầu sau hè tổ đình mấy chục thước trở nên ghê thầy. Cái đó cũng chưa có mấy bằng là thầy nói với ông Biện Dượng Rễ tôi nè, Biện Đài Ngô Thành Bá đó. Đi Tà Lơn về giếng non cát lên rồi đó, thầy nói đây nè, sao ngồi trên mỏ con cát mà rửa chân nó đài, nước dưng tới đó quý vị nhắm mình còn không? À, đến khi đó Văn Thù ngài mới chèo thuyền Bát Nhã cứu thị trần gian, vớt cái xác mình rồi đó là mới đem gom về cái núi Nam Quy bây giờ đó, dưới chân núi ông Cấm chỗ Tri Tôn đó. Thì Phật bà mới trút bầu linh dược, linh đơn Phật rưới mai chiều mới quá tiên. Mà cái xác đó là xác gì? Cái xác người ăn chay, người làm hiền lương nó mới nổi. Ông ba có nói đó, tu thì được nổi, không tu chết chìm, mà thân thì nặng, nó kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Phật thương cái đó mà cái xác nó nặng, bởi vì ăn thịt cá, ăn vật chất quá nặng nề rồi, chỉ ăn rau củ quả, ăn chay đơn giản vậy thôi, sống cứ bằng đạm bạc vậy đi, mà ngày sau mà còn cái xài xác đó thì vớt cái xác đó cũng như là nói dốt gần hơn đó. Cái máy đã hư rồi nhưng mà lấy cái xác đó để thay cái máy khác, đưa cái linh hồn vào đó đó, mà xác đó mới tỉnh lại, mới được là nghe đạo nghe pháp, mới tu thêm nữa. Phải nhận định lời Phật nói, từ khoản từ điều, từ lời từ lẽ, đâu đó rõ rệt hết rồi mình mới y hành theo. Hành y thì đáng vàng 10, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Thầy đã cho biết là ăn chay 4 bữa đó, lòng trong bá da nhiều ít lòng chay, cái lòng mình nhất quyết hứa hẹn làm không nổi, nhưng 4 bữa căn bản không có bỏ và không có vi phạm ăn các loại mà thầy đã cấm là trâu chó bò mèo, những vật đó là tuyệt đối. Nếu ta là người tín đồ của Đức Thầy Phật giáo Hòa Hảo thì phải giữ căn bản những cái lời thầy cấm, thầy chỉ, thầy dạy, thầy nhắc nhở.
thì đầy đủ tốt đẹp hết rồi, làm theo lời chỉ, tôn chỉ hành đạo gì đó, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, rồi các giới đồng bào đồng đạo mình, nói người tín đồ Phật giáo họ mà hiểu rốt ráo đầy đủ rồi nhất định là hòa nhập, không có cái gì mà ngần ngại hết trơn, không có gì mà đụng chạm ai hết trơn, thương yêu với nhau, nhượng nhìn nhìn nhịn chịu nhường tất cả hết, chịu thiệt thòi đặng mình sao là vô vi phẩm vị đó, thầy dành cho con đó. Thiệt thòi cam chịu đã đành là Phật thầy dạy trong 10 điều khuyến tu đó, Phật thầy mới ban cái phẩm vị cho mình, dành cho mình đó là cái đẳng cấp. Nếu đầy đủ công đức công hạnh thì được cha Ngọc Hoàng tuyển chọn là ban thưởng Phật, tiên với thánh. Còn mình dân thần là ở đời thượng quân, là vì mình chưa có đủ cái công hạnh công đức được lên cái đẳng cấp đó, thì làm dân Phật quốc hay làm các cái bậc là thần ở đời thượng cổ đó, thần ở trong triều đình của vua đó. Có đồng đạo mình, có nhiều người đã cho biết rồi, có ngôi vị rồi, sau này trở về, trở lại tái kiếp sau mình được hồ vua giúp nước. Đức Phật Trùm cũng nói đó, đến lúc đó Ngài ban thưởng rồi có cái tài năng phép màu để trị dân, rồi đi dạy thế giới nữa, có cái hiển linh màu nhiệm đầy đủ hết. Thì đó rõ ràng tôi sẽ tận tình để nhắc nhở quý vị, khuyến khích, kêu gọi hãy nên đeo đuổi lời Phật, lời Thầy. Trong cái thế hệ này là ông ba cũng có nói hết nữa rồi, thì hãy cố gắng làm đi, không có cái gì mà hoang mang sợ hãi, không có gì mà đừng có giảm đức tin, cái đức tin phải tăng lên nữa, càng tin mạnh thì việc làm đạo đức mới có hăng hái, mới được mạnh mẽ, mới được quả vị, mới cao thăng được. Dạ thưa ông cháu, như Đức Thầy có nói trong cái đoạn chấm giảng đó không cháu? Nói đây mới nhớ lại là Đức Ông đã đi cùng Thầy đó. Đức Ông ngồi trên thân con rắn, thì Đức Ông kể lại xuống nhà ông nội tôi nè, chú ba ơi, tôi nói cái này là cái cây gỗ, lá cây nó mục che chứ đâu ông cả. Ông ngồi thân rắn đó, ngồi rắn gì to đâu, hai ba người dừng nó nuốt có biết bao nhiêu, rắn to gọi mãng xà đó. Thầy nói ông không tin ông cả, thầy chọt dò vô một cái, ông gồng lên một cái rớt lá cây rồi dãy bằng cái sàn cái nón lá vậy đó. Đó là Đức Ông nói đó, mà bây giờ cũng có kể mỗi chuyện đạo đó. Vì sao nằm đây, chư thần ta giữ, chờ cái thời kỳ ác thú ở trên tràn xuống đó, ở trên Trà Lơn đó, là thì Nam Quốc mình đó là lương dân, lương dân là người tu hiền vậy theo đạo mới biết. Vậy là ác thú đó là nó dứt bình miền trước ha. Thì đó nó tràn ra dứt bình miền trước gần ăn trước mình ở trên việc miền không còn bao nhiêu dứt trước rồi đâu có chặt mình được đâu, dứt bình miền trước tràn rồi. Mấy anh nói chung là theo Campuchia, tôi sự kiện tôi nói không nói thêm đó, là theo Nam Tông là không có ăn chay, cái thịt cá rau củ quả mình chẳng dám nói thêm được lời nào, chứ phải không có đâu. Rồi cái dựng cờ nữa là sau này nè, ông ba dựng cờ Chiêu An nữa đó, Quỳnh Kỳ, Quỳnh Long, Lỗ Dĩ. Quỳnh là vàng, Long là rồng, rồng vàng sau này nè xuất hiện đó. Rồng vàng đó đã có thế nào là nói rõ rệt thêm một chút nữa, là Đức Thầy nói với ông Út, tôi trở về ở tại tổ đình nè, là tôi ngồi kiết già nha, có sát này nè, có hai con rồng thiệt phụ thể, chẳng phải nói chơi, thầy nhấn mạnh cho ông Út hiểu tin tưởng, hai con rồng thiệt phụ thể tôi mọi người đều thấy. Thì ông Út là ông ba dựng cờ Chiêu An, ông Út không có nên đi bển, là vì sao? Bên nay cũng có tôi rồi, tôi trở về thời kỳ với ông ba.
Ông Ba Chiêu An thì thầy mới nói là quý vị nghe rõ. Tôi đọc lên những câu thầy nói, bên Hòa Hảo thì cũng có đức thầy. Kiến An thì ba thới mới xâm dày võ văn. Tổng Định Hòa thì quần tụ anh hào. Còn Hưng Nhơn Hòa Hảo ở đây tôi ở nè, thầy nói đồng bào chân chân. Sao cái đồng bé này chật nứt cái trơn thầy trở về đó. Chứ không phải không có. Dần dần sẽ đi tới rồi quý vị hãy tin đi. Không bao giờ những lời nào thầy nói. Ông bà cũng cho biết bấy lâu thầy dạy muôn lời. Lời nào chẳng có khi trời cũng ưng. Hãy nhớ rõ như vậy đó. Dần dần sẽ tới những cái điều gì thầy nói. Thầy nhắc, thầy chỉ. Tới màn, tới lớp, qua đèo, qua truông. Mình lo, mình cố gắng trao dồi hành đạo đi. Cũng như mình ở trong lớp đi. Thầy báo là nhất định phải có cuộc thi, cho biết ngày thi luôn. Nhưng mà mình trong ngày thi rồi không học bài, không có tuân cái luật quy lực, nội quy nhà trường. Cái luật đạo cũng vậy đó, luật đời cũng vậy đó. Rồi mình có đậu được không? Chắc bao giờ không bao giờ đậu. Cái nội quy thứ nhất, học trò, là mình tín đồ. Thứ hai nữa là phải học bài vở, cho đầy đủ hết, làm xong hết thì khỏi có trong nhất định là phải có điểm. Dạ. Dầu cao dầu thấp. Dạ. Nó quý vị tin tưởng chắc chắn. Cháu cho con hỏi. Nói giải trình rõ rệt như vậy. Hồi đó ông Tấm Đồ ông kể nè. Ông định dời nhà về trong nhà láng đó. Trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Rồi ông đi thỉnh là cái ấn hiệu Bửu Sơn Kỳ Hương đó là đi lên khoe với ông Quảng Diệp. Ông Quảng Diệp là ông Bảy Hương Quảng gần thầy đó. Mới lên tổ đình. Thì nó bộ ông nói có được cái ấn ký đó được vô cửa không được. Rồi đừng nói về giờ về nhà do ở trốn thẻ còn. Trong bốn thẻ cũng không được. Do mình tu. Mình tu mình làm hiền lương đúng đắn mới có thể được. Chứ quý vị nên nhớ là nói một điều ví dụ để so sánh. Bây giờ chư thần kêu đi xuống đi. Xuống núi tất cả hết trơn quý vị. Bao giờ chịu đi đâu. Nhà cửa đồ vật tùm lum. Nhưng mà cái anh mà vác chài gạt đó thì nó không có chạy võng đuôi à. Anh ấy trảnh xuống vác chài gạt. Đâu có dám cự cãi lại. Bỏ chạy kêu bằng vắt giò bằng cổ luôn. Nói cái nào cũng phải kết hợp có sự có lý có minh chứng. Có chư thần kêu giờ dễ gì chịu xuống đâu. Kỳ đó lần mà chài núi đó mới đệ trển nói nho nó kể nó ở chùa Phật Lớn nó chư thần kêu hãy xuống rửa núi nhờ quế lắm rồi. Nó kêu ba lần như vậy đó mà không có đâu. Nói cái nào phải có bằng cớ chứ đâu phải nói cái chuyện mà khống khơi được đâu. Sau này ra hết trơn nè, trong vòng 4 ông thẻ đó phải ra ngoài hết trơn. Đang bắt đầu là mở tù hát, góp vé vô cửa. Đoạn thi vô trong đó đó, được tuyển chọn là mình được vô cửa ăn qua. Xét tại cửa cái dầu trống lỏng cửa trời. Người hung khó tới, để đổ dời hiền lương. Người hiền lương rồi, bây giờ chư thần ghi hết rồi hàng ngày nè. Nói bằng cách dốt gì hàng ngày cúng lại làm hiền lương việc nào chư thần ghi hết. Nó nạp danh sách rồi đâu có sai chạy gì đâu. Được vô cửa ngon lành. Thì phải biết học hiểu, phải nhận định, phải quả quyết, cương quyết và cố gắng để thi hành theo những cái lời thầy Phật dạy. Trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, Đức Phật Trùm cũng nhắc tới nhắc lui hoài đó. Kêu các con hãy quy về đó là thầy đứng chót Tây An nó kêu gọi các con trở về sau này nè. Đó có lành duyên rồi, cho nên mến mộ đạo. Ngày thầy lập đạo rồi bắt đầu cái hột giống mình đã có rồi thì nó nảy mầm liền à. Còn đến bây giờ chưa tỉnh thì coi như hột giống mình đã tiêu rời rồi. Nó khô hư ngồi mộng rồi. Mà kỳ này nó nói gần hơn đó. Là sao kéo dài. Nó nói là cho quý vị nghiền ngẫm suy gẫm.
Để Đức Thầy cho biết là ông chủ ruộng ông thâu một đợt dứt rồi, những bậc cao đầu hồi trước đó, gần Thầy thế hệ đã biết bao nhiêu nói, mấy chục ngàn tín đồ đó. Còn mình là thời kỳ này gọi là mót, mót cái lúa chét, mót lại được thêm mới nữa, chứ không có gì khác hết. Đó là tỷ dụ để so sánh vậy thôi. Kêu gọi mình mà bây giờ không tỉnh, cứ còn mê hoài thì đã đưa cái chìa khóa cho mở ngục đi ra là giáo lý giảng kệ đó, học hiểu, làm những việc tôn chỉ hành đạo đó là cái chìa khóa mở cho mình đi ra cửa ngục, là thoát cái chỗ là chết và tội lỗi mà không chịu đi ra thì mình chấp nhận ở trong ngục chết tiêu đời luôn. Mà kỳ này đó quý vị, nói lại ghê sợ lắm. Cái kỳ này mà không tỉnh không tu rồi là kêu bằng làm bùn làm đất, nghe rõ là làm cây đá trơ trọi giữa trời vạn kiếp thu, vạn kiếp 10.000 năm rồi còn nữa, chứ không phải đi lui đâu. Tôi đã có coi của ông ba Kim Cổ rồi, ông ba nói trong hai muôn nữa 10.000 rồi tới 20.000 năm nó đi lên không à, bởi đời thượng. Mình đợi hạ đi sụt xuống đến cuối cùng rồi mới mãn cổ lập lại đời kim, mãn kim lập cổ. Bây giờ đời này đời kim nè, sau giờ xây dựng đời thượng nguyên là thượng cổ trở lại tái lai, ước mơ thượng cổ hồi quy thế trần no ấm rồi phú thi an nhàn nữa, ấm no không đói khát, không có cực khổ mà vẫn có lúa ăn rồi không đau ốm nữa, đi chơi thông thả không ai gây gỗ, đường xá thì bằng thẳng thông thả, ai muốn đi xe hơi cũng đi hay xe tiên cũng có. Ông ba nói hết, có thiếu gì đâu, có xe hơi xe kiến vào ra, có đường xe lửa mới chạy xa chạy gần, chạy lên Sài Gòn Mỹ Tho, đất Đồng Tháp sau này còn. Nó chỉ có đất ở bên Cù Lao này nè, ông ba nói tam thinh đó là thấy biển dầm nao, thì nói cái nào có minh chứng, đâu dám nói khơi lời cơ quyền của Phật pháp thầy đạo chỉ giáo của thầy của đạo, nói cho mình biết rõ cái sự việc sau này có sự biến đổi thay đổi, sự còn sự mất. Nghe lời đó là Đức Thầy nói này, nghe lời Phật dạy nhủ chui núi rừng, đâu phải lên chui ẩn lên đó là mình được sau này đó, trở về tiếng vui nay là xứ Sài Gòn, ngày sau trốn cũ là trong bảy núi đó, núi còn vui hơn nữa, vui gấp 100 triệu ức ngàn lần nữa. Làm gì mà có cái thời này mà bằng cái cõi đời thượng nguyên. Nó đền vàng thành vàng điện ngọc nè, rồi đường không bụi đâu nằm cũng được nè, rồi nhà tiên cửa thánh ở bên mà dở sơn tô ngó thấy muôn nhà đó, lầu vạn nóc. Quý vị nghe rõ cái từ không? Lầu tới vạn nóc luôn đó, ai làm được? Ngọc ngà châu báu mà không phải cắt bằng xi măng bê tông thứ nào, ngước xem mỏi mắt, ngước xem hoài mỏi mắt mà không cùng. Quý vị đáng mừng lắm, đáng là trân trọng và hân hạnh lắm, mình được ở nhà tiên rồi cửa thánh dành sẵn cho mình để hưởng mà không chịu hưởng thì thôi. Cũng như ông Phật là cái ông trưởng giả rồi, ông kêu gì ở, tao có đầy đủ sự ăn sự mặc sự sống mà không chịu nghe, cứ đeo theo mẹ hoài, mẹ nghèo nàn khổ cực, là ý nói cái đời này khổ cực nè, mần cực khổ cực nhọc lo lắng gìn giữ bảo thủ mà cũng đâu có còn cái đời đó, khỏi lo gìn giữ bảo thủ gì trơn, mà hòa nhã êm đẹp lắm, thượng hòa trăm họ, ngày sau thượng hòa hạ mục, đầy đủ đất kinh đô mới dư vợ thiếu chồng, là giới nữ còn nhiều đó, nói để trao đổi thêm cho đầy đủ thêm chút nữa. Đàn bà giới nữ đó, ông ba có nói đàn bà thì mang tiếng dục dâm 1.000, còn đặng 500 dư ngoài, đàn ông ít nói ít cười 1.000, còn đặng thiếu 10-100, thua đức không? Bởi vì lo ăn chơi nhậu nhẹt, lo theo đạo này đạo nọ, tìm kiếm học hỏi so sánh gì lắm. Còn đàn bà người ta chỉ biết làm hướng thiện xã hội, làm lành niệm Phật, dốt nát cỡ mấy bấy nhiêu đó người ta cũng được, còn đa số đông
nó nắm chắc quý vị giới nữ nó sao ông biết. Đó lời ông ba nói, tôi nhắc lại cho mấy cô ráng cố gắng mà ăn ở, mà nói sơ qua vậy chứ đâu phải nó dễ dàng. Mấy cô mấy chị có hiểu gọi là tam can ngũ thường chưa? Nữ thì tam tùng tứ đức, giữ đủ bốn cái đức tánh đó mới làm dân của thượng quân thánh đức, thượng hòa hạ mục, nuôi chồng làm quan. Bây giờ nhường nhịn chồng vợ đi, nhường nhịn thuận hòa đi, dù gặp nghịch cảnh đi chăng nữa cũng phải làm, cố gắng làm trọn vẹn, có được đầy đủ cái dự kiện đó mà trở về hội Long Hoa, để dần dần mình một ngày kia được diện kiến ngài thầy trở về nơi cái đất thánh địa này nè, chứ phải không có thầy nó ít lâu ta cũng trở về chuyên cùng bổn đạo chứ hề lãng sao. Cũng nói với ông Út tôi trở về đây là sát cũ y đi sao về vậy đó, không thêm không bớt. Lúc thầy mở đạo mới có 19 tuổi đó, được vinh hạnh cả mấy. Xin thành tâm cầu chúc cho quý vị ơn trên Phật với thầy, chư Phật mười phương hộ trì cho tất cả đều thân tâm thường lạc, cố gắng trao dồi hạnh kiểm hạnh đức để sống đời thượng quân tánh đức, ngày gặp thầy gặp đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.